Sao Nghiệp xin chào các bác. Hôm nay em về tiếp được cái dòng TH1 các bác nhé. TH1 phục vụ các bác này. Giá thành thì bây giờ em nhập về giá siêu tốt thì bán cho các bác cũng giá siêu tốt luôn nhé. Một con TH1 đời mới 2018 các bác. Giá ngày xưa 13 triệu các bác. Con này em bán là 5 triệu 9 nhé. Giá siêu rẻ. 5 triệu 9 bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Một con TH1 đời mới. Mẫu mã vuông. Cái bọn TH này thì chiều cao của nó có 60 phân thôi ạ. Đấy. Các bác cứ tham khảo giá thoải mái nhé. Bên em bao giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy. 5 triệu 9 cho con TH1. Chiều cao của nó 60 phân. Vì cái bọn TH1 này các bạn này. Nó mở hai cánh dồn xuống dưới. Đấy. Nội thất còn rất mới. Đấy. Vừa test rửa xong các bác nhé. Sạch sẽ long lanh luôn này. 5 triệu 9 thôi. Các bác có một con TH1. Giá quá rẻ đúng không ạ? Quá rẻ cho một con máy rửa bát. Chỉ hơn con TR3 ngày xưa có 400.000 thôi. Ngày xưa TR3 5 triệu rưỡi. Mà bây giờ TH1 5 triệu 9. 5 triệu 9 cho con TH1 nhé. Quá đẹp. Chiều cao 60 phân. Chiều ngang này thì vẫn 55 như các máy khác thôi. Các bạn nào đang nhu cầu sắm con máy rửa bát thì các bạn alo nhé. 5 triệu 9 cho con rửa bát TH1. Ngon bổ rẻ, lành bền đẹp, máy Nhật siêu bền. Mẫu mã thiết kế đời mới đây. Các bạn nào lấy các bạn lôi nhé. Chào các bạn.